Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành động xấu hay đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, what's up anh em? Mà sao hai anh em đâu có trở lại với xe đôi? Em mới lại quay. Phải bảo là mình và mày là mình là coi của mình mà. Thì hôm nay mình chỉ hiểu với anh em. Vì mình đang bị bệnh anh em ạ. Nó là bây giờ hiện tại có cái giọng này của mình nó hơi nghe chói tai, nó hơi nghe vãi cả túi luôn anh em. Nhưng mà không sao anh em ơi. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, đừng quên nhập vào group Mifale của Hiệp Family Movie để ủng hộ kênh của mình nha. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại một clip về không phải là Free Fire hay là không phải là vlog, mà là clip về reaction game thủ học đường. Thì có thể anh em nào chưa biết, anh em nào đã theo dõi về Hero Team hay là theo dõi Hero Team và tất cả thành viên trong Hero đã lâu, và theo dõi Hero Media thì anh em cũng biết là Hero đã ra một bộ phim, đấy, bộ phim học đường 2022. Và tôi xem là vì Simmy á mọi người. Chứ gì vì sao tôi cũng biết được, hay biết đâu không biết nữa. Bây giờ bắt đầu reaction game thủ học đường tập 1 thì người ta ra 4 ngày trước, và bây giờ tôi mới reaction anh em ạ. Rồi tôi đã coi rồi đó anh em ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem nào. Đây, game thủ học đường Free Fire Hero Team. Mất dịch phong cận. Ôi dồi ôi, phong cận của em yêu anh phong cận ơi, anh phong cận ơi. Simmy, đây rồi, đây là con người mình sẽ xem hôm nay reaction nhiều nhất hôm nay nha em ạ. Và ai cả Simmy này, trời ơi, nhiều người vợ của mình quá anh em ạ. Này là Siro, ôi dồi ôi, đệ tử của mình các bạn nè. Đúng ghét đấy người. Camui này, ôi dồi ôi. Cái rõn, anh cái rõn. Mimi, VV và anh Thạch Đức Vlog, chú Tấn Bèo và anh Tấn Lộc này, game thủ học đường. Ui trời ơi, nó lại là bá cháy bọn chắc lên em. Vào phim thôi nào. Tập 1. Ui ui, anh em biết gì không? Đây là phòng của Siro ngày mà đấy. Là trước khi mình đã quay những clip vlog để review phòng Siro, anh em có thấy ôi, cái quả tượng Kaido trong phim One Piece Siro to vãi chướng anh em ạ. Ui, đánh yêu vãi, nhìn cao mươi bự dễ thương vãi nồi anh em ạ. Ui anh em, qua chỗ tao, tao có đồ ngon lắm nè. Ừ. Ôi nhìn kiểu bộ phim này ai cũng là game hủ anh em. Thật ra đúng tên game hủ học đường mà. Mày tốc độ giùm tao đi Mimi. Trời đất ơi, mày ăn cái gì mà mày ăn hoài vậy? Tụi nó tóc theo đuôi mình hồi nãy giờ kìa. Cố lên. Ui dồi. À đây là mẹ của chị Camui. Đấy. Nó bắn nóc tao bây giờ này đó. Ui, rồi sống nó giết tôi rồi. Hên. Ủa Camui nó ốp hồi nãy giờ ấy hả? Sorry anh em nha, vừa bị mẹ ganh. Kìa. Ui giời. Camui lớn về đâu bị mẹ ganh anh em ạ. Bắn đi. Trời ơi. Vậy mà cũng thua được nữa trời. 12 giờ. Tính ra là miệng mày xui lắm luôn á Mimi. Rồi xong, nó giết tao luôn rồi. Nghĩ đi. Tôi thề với anh em luôn là nói về cái phòng của Siro thì tôi phải nói là tôi đã review rất là nhiều lần rồi. Hề cái phòng của Siro, phải nói là cái phòng của Siro nó còn to ngang hơn cái phòng tôi nữa. Đấy, nhưng mà được cái là Siro có rất là nhiều kiểu, phải nói là về mô hình đó anh em. Đấy, về mô hình là phải nói là lên tới hàng chục triệu. À, tôi thì nhà nghèo nên tôi không được mấy mô hình này, nhưng mà tôi có tiền thì tôi cũng sẽ mua anh em ạ. Mai lên lớp tụi mày biết tay tao. Ôi dồi, hình như đây là lên mét 81 phải không nhỉ? Cái này là hình như là bay play cam anh em ạ. Trên trời có đám mây xanh, chính giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Ước gì ta cưới được nàng,
xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa cảng. Ủa thầy, cười cái gì? Bộ thầy đọc sai hả? Vào lớp đi. Thầy đọc cái gì mà kỳ quá vậy thầy? Đọc kỳ là đọc làm sao? Dạ. Tôi thấy rất hay. Cô á không ý tứ gì hết. Sách của cô là... Thề với anh em là tôi ở nhà tôi gặp chú Tấm Beo chúng ta đúng dễ hương luôn anh em à. Thề siêu dễ hương luôn. Rơi nè. Tôi nhặt được, tôi đem gửi lại cho cô. Mà trong quyển sách này có bài thơ đó đó. Tôi thích bài thơ đó. Dạ. Nè, nhận lại đi. Thơ trong này hay, cái bài thơ trên trời có đám mây xanh, trên giữa mây. Trên trời có triệu gì sao, đếm qua đếm lại chỉ yêu mèo Sammy. Bốc phét ít thôi. Chẳng có nàng nữa dạ. Thầy, cứ thầy, gì ta cưới được nàng xây hồ bảo nghiệp cho nàng rửa chân. Thầy, chân đó, chứ còn nãy cẳng là tôi đùa đó. Thầy ơi, thầy, ừ, thầy nhìn kỹ lại một cái. Nhìn thầy. Cái gì nữa? Dạ, sách toán. Ủa vậy là bài thơ của cô là làm rơi vậy? Ừ. Nhưng mà cô ai cũng vậy thôi. Hôm nay thầy khó hiểu quá à, thầy. Tới giờ mà cũng không hiểu được. Bài thơ mà nói vậy cũng không hiểu luôn à. Thôi thôi à. Đó là gọi là hơ hạ hính đó anh em ạ. Đúng đúng. Thầy hiểu tôi rồi đúng không? Hôm nay em có tiết kiểm tra á. Dạ. Em xin phép thầy em đi trước nha. Thì bây giờ bài thơ đó có nghe rõ. Dạ dạ, chào thầy em đi ạ. Đó là dạ, như dạ, vậy dạ. Nè. Dạ em xin phép thầy ạ. Đi hả? Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia. Hề chú Tướng Bèo diễn hay phải lo đây mà, diễn hay phải. Vẫn đợi chờ. Nhớ làm bài tốt nha, bố mẹ la đấy. Làm tốt cỡ nào, đem bài của em ra so sánh với chị, thế nào cũng bị la. Rồi dịch đi học mà ngổ ngáo lại còn những tóc đưa anh em mà phải cả trưởng luôn. Kể thì kệ tao. Ê, nghe học bài chưa? Có nhưng mà sơ sơ à. Hề lúc em đi học là hai có câu là ê học bài chứ ê học sơ sơ rồi. Không, cuối cùng vô làm bài phát ra không điểm. Cô nhìn nó lớn thế nào? Để lát tao chỉ cho. Ủa rồi trai ơi, chuyện gà đáng tủ mà đâu có giỡn được. Giỡn. CEO đi học là đóng vai nhà giàu nha anh em ơi, trời giàu nhất cách luôn. Bói. Ủa gì vậy? Toàn siro rồi anh em ơi. Bữa nay nhà trường phân công tôi đến đây gác thi cho các em. Vì vậy liệu cơm gấp mắm, đừng để hũ mắm bể, nặng lắm biết không? Trời ơi, ổng canh sao mà quay. Hủy bỏ kế hoạch, thả ít điểm còn hơn để cho ông bắt. Cô Thu, những chuyện nặng nhọc này cô để tôi lo. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Tại sao phải cảm ơn? Dạ. Đồng nghiệp mà. Dạ. Trước khi làm giám thị tôi cũng đã từng là học sinh như các em. Tôi biết rõ những cử chỉ các em làm. Nhích cái mông thôi tôi đã biết rồi. Em làm gì đó? Dạ em xin thêm giấy ạ. Xin giấy à? Dạ. Dạ thưa thầy.
Em cần gì? Thưa thầy, cho em xin thêm tờ giấy ạ. Lúc trước thầy học sinh, thầy cũng xin giấy như em. Đây. Rồi, toàn phong cận rồi anh em ơi. Cái này của ai? Dạ, thưa thầy, em không biết. Em không biết. Thầy hồi nãy có nói với em đừng qua mặt thầy. Dạ, em qua mặt thầy à? Dạ, không thầy. Thầy nhìn lại đi. Cái nét chữ của em với trong đó đâu giống nhau đâu thầy. Làm sao giống được? Đây là bản photo. Qua mặt thầy không được đâu. Thầy đã nói rồi. Tội này nặng lắm. Dạ, thầy tha cho em. Gông cùm, đóng trăng, giải đinh quang ở tù một gông. Thôi thầy, thầy nói cái gì mà kỳ vậy? Hôm thức khuya xem cải lương nhiều quá bị nhiễm. Cô Thu thông cảm. Mời em lên phòng gặp thầy. Nhưng mà thầy... Không có nhường nhị gì hết. Đi. Đi. Tất cả ngồi yên tại chỗ. À, cái này là kiểu mình nghĩ là cái giấy này là của Siro nè. Siro đã quăng xuống cho Phong cận anh em à. Nhé, yeah, Siro tát ổng cái nè. Tao không tin là mày làm được như vậy á Ro. Đúng mà. Tội lắm. Ui dồi ôi, Siro góc này đẹp trai ấy anh em. Trời ơi, giờ bị bắt phao vậy là bị hạ hạnh kiểm nè. Mà sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi. Nó rớt chắc luôn. Đúng là tụi mình ghét nó thật. Nhưng mà cũng không tới mức phải ham hại nó như vậy đâu. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là sao nãy giờ tụi mày cứ khăng khăng là tao làm vậy? Không mày chứ ai. Mày thích Simi, mà Simi thì lại thân với Vịt và Phong. Thì không phải là mày ghét bọn nó thì là... Siro hết Simi. Cuối cùng mình lại có thêm một đối thủ nữa rồi anh em mà. Vãi cả trưởng luôn anh em. Dạ yeah, anh thích Simi. Không sao xem tiếp. Nói lời rõ ràng, chính tay tao là người đã đi in cái tờ phao đó đưa cho mày. Làm sao tự nhiên nó rơi xuống bàn thằng Phong được? Cái tờ phao của mày, tao bỏ trong túi nè. Đâu? Đâu? Ủa? Hồi nãy nha, thằng Phong mà nó không nhào vô can hả? Là thằng Dịch quýnh tim mình, tè le luôn rồi, cho mày biết. Chỗ anh em thì cứ nói thật đi, làm gì cứ phải giấu giấu diếm diếm như thế làm gì? Ừ, tao làm nó rồi sao? Nhìn như kiểu boy quê lần đầu lên phố anh em. Lên. Thôi, mày về trước đi. Để tao vô làm. Giờ vẫn còn sớm. Ngồi đây làm một trận. Tiền nước ở đây đắt lắm á nha. Tao ngồi đây chơi game chứ không có uống nước. Trời ơi, việc đẹp trai lãng tự thế này. Nhưng mà tiếc không phải là người yêu mình em ạ. Mê trai. Long. Hồi xưa tao lo xong hết rồi á. Anh em có chưa biết cái anh áo đỏ là chủ tịch của shop hero đó anh em ơi. Được. Còn một tuần nữa là bay thôi. Ráng mà thu xếp công việc đi. Ê vịt, thường mọi người trong hero ngồi chơi, người chơi phi vai mà bắn muốn bể cái điện thoại lên kiểu buồn cười vậy. Vậy uống nước đi rồi về. Ê, tôi có cái đoạn này hay nè anh em. Vậy cái gì? Người đẹp trai nên sẽ được tha thứ anh em ạ. Uống nước đi rồi về. Hôm nay tao có việc gấp phải đi trước. Có gì thì gọi cho tao. Mày làm việc này, tao cảm giác tao như một đứa con nít vậy. Cái gì cũng cần mày lo. Có việc đi. Ở quán đẹp á, mà wifi yếu quá. Mà bắt chủ đồ lên mạng đi. Chơi game dở để thừa cho wifi à. Kệ tao. Solo tự chiến còn thua tao, mày đặt không mày?
Tao mà không nhường, lâu mày mới thắng được tao nhá. Mơ đi con. Huyền thoại tử chiến không phải giọng vừa đâu. Hello và xin chào mừng. Đấy rồi, anh Karen của em. Tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình là Karen. Và mình là mèo Simmy đây. Đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với buổi livestream Free Fire của mình ngày hôm nay. What's up tất cả mọi người? Ngày hôm nay mọi người có khỏe không nào? Ông còn định rủ tôi vô solo tự chiến luôn hả? Trời đất ơi. Nè, học sinh quậy quạng nè anh em, đây là học sinh quậy quạng nè. Ê, hai thằng bay bớt làm màu xíu, hai bay chết hả? Chán mày ghê á. Bọn mày không thấy là tụi tao xuất hiện như vậy trông rất là ngầu hả? Rất là ngầu, tao thấy giống mấy thằng khùng quá, ngầu chỗ nào? Sao? Ủa mà khoan, ca mùi đâu? Ca mùi bảo là hôm nay thấy không khỏe, nên là xin nghỉ học một bữa rồi. À, khỏi trời đâu. Cái gì vậy? Hàng thiếu. Đồ ăn phải không? Phát cái đầu mày quá. Bệnh ở đâu mày? Xuống tới Vũng Tàu rồi nha. Chạy mất mẹ. CEO dành cho anh em biết, chưa biết là CEO quê Vũng Tàu nha anh em. 72 Vũng Tàu anh em mãi đỉnh. Chỉ cần dính một chút xíu chán mất mẹ này thôi là đảm bảo tụi nó sẽ ngứa. Gãi cả ngày cũng không hết nữa. Ê, cái cảnh này hay nè. Tao tưởng tượng tới thôi là tao đã mắc cười rồi. Công nhận là cái chuyện đê tiện ngày hay mày cũng nghĩ ra được. Chứ đỉnh đỉnh đâu nè. Rồi, thà chọc chó còn hơn chọc CEO. Đúng rồi. Tao thòn cái này vô miệng tụi bay quá. Thành lập. Chết chết. Trời tất nhiên rồi bạn. Trời nó chết. Phân. Bài tập hôm qua của ông á, tôi làm hết trơn rồi nè. Thiệt hả? Vậy giờ Sim chỉ mình với. Được chứ. Qua đây, qua đây. Vui nhìn cả hai thân thiện đáng yêu hết. À, rồi ghen. Tốt quá. Sim ngồi đi. Ơ, Sim. À, tôi biết chị diễn biến chuyện gì tiếp theo anh em à. Không, tôi muốn hỏi là tôi xuống dưới đổi chỗ với Phong tôi ngồi đó được không? Sao được? Giáo viên bảo tôi ngồi đây mà, sao mà đổi lung tung được? Vậy thôi. Xin ngồi đi. Mày làm cái gì vậy? Coi chừng lộ bây giờ đó. Lỡ xin bị gì rồi sao? Đứng yên. Anh Dịch là học sinh siêu quậy anh em ạ, thấy không? Không được quyền rồi. Chạy khỏi thầy hả? Không kịp đâu. Bước qua bên đây. Đưa hai tay lên. Úp mặt vào bảng. Tất cả học sinh nằm trong bàn tay thầy. Thầy bóp lên là ngợp, buông lên là thở. Bóp lên là ngợp, buông ra là thở. Buông hồ chi? Em học lúc của cô Thu nữa. Không được quyền giải thích khi nào có tan vật mới nói chuyện. Nghe chưa? Dạ. Cái này là cái gì? Smoking. Hút trong này. Smoking đây là. Thầy ơi, cái này không phải của em. Ê, thầy. Thầy cái gì ngồi xuống. Không được binh. Tôi lỡ bao ngay trước đầu CEO mà nhìn mặt Karen kìa. Nhìn mặt tao có dấu quan tâm không? Còn mặt CEO kìa. Tụi mình có nên kiếm cớ về sớm không mày? Cái này là cái gì? Hả? Cái này không phải của em thật mà thầy. Nãy em đi ngang qua lớp học ngoài kia,
em đã đi vào lớp thì em rồi tới công chuyện rồi anh em ơi, tới công chuyện rồi anh em ơi, tới công chuyện rồi anh em ơi. Này còn giải thích cái gì nữa? Thầy tha cho em một lần này được không thầy? Nhận rồi à? Tha không tha đâu. Em hãy úp mặt vào bảng đi. Ủa Sương My, mà bị sao vậy? Không sao đâu. Rồi đi luôn rồi, tới công chuyện rồi quý vị ơi. Cái gì vậy? Rồi tới công chuyện luôn. Anh Dịch đang gãi chỗ nào vậy anh? Có ai giở trò nào đó nha, không qua mặt thầy được đâu. Đứa nào giở trò này hả? Ai sử dụng mặt mèo này ra vô đây? Trước mặt các em, hai thủ phạm đã xuất hiện. Đây là thủ phạm gây độc hại cho nhà trường. Smokey. Thủ phạm thứ hai gây dị ứng. Nhìn mà ông Ro trông buồn cười, cái bị tròn tròn á nè. Hai thủ phạm này không thể chúng ta được. Đi. Thề trông buồn cười với rồi anh em ơi. Thì bây giờ chắc là cũng chuẩn bị là hết tập 1 và từ cái này thêm. Đây sẽ là tập 2 nè anh em ơi. Đấy thì ok, chắc mình cũng xin kết thúc tại đây. Nên vừa rồi 2 nhớ vừa rồi 2 mình cái trò cười của mình nha. Trời ơi thề tôi xem xong rồi tôi thấy nghiện luôn ba. Xem dính vai rồi. Đấy tôi cũng đã có comment vào 4 ngày trước tôi, nhưng tôi chỉ xem được nửa phần. Tại vì tôi phải để là những phần sau để tôi có thể reaction và ngồi xem cùng với anh em luôn đó. Anh em thấy chưa? Trời ơi hay vãi cả chuối luôn đó. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng hóng tập 2 của game Hữu Học Đường nhé. Bye bye.